Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet và sau đây là những nội dung chính. Thưa quý vị, quân Nga đã giáng đòn tiêu diệt nhân lực và phá hủy trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại các điểm dân định cư của vùng Kursk. Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 8 cho biết, kết quả những cuộc tấn công đường không, hỏa lực, pháo binh và hoạt động tác chiến của quân Nga là đã đánh tan nơi tập trung binh lực và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 22 và số 61, lữ đoàn dù tấn công số 80 và số 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như lữ đoàn số 1 vệ binh quốc gia và lữ đoàn bảo vệ số 1004 của Ukraine trong các điểm dân cư Vizhnevka, Gordievka, Ivaskovsky, Krasnoktyazki, Krulenkoy, Lyubimovka, Mikhailovka, Novaya Sorochin, Prekhovo, Rubanchins và Snagot, thông cáo chiến sự nêu rõ. Kiev mất hơn 300 chiến binh trong ngày ở hướng Kursk. Trong một ngày đêm qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 300 binh sĩ và 14 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân và 11 xe chiến đấu bọc thép. Thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết tiến độ đẩy lùi âm mưu tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga ở khu vực Kursk. Ngoài ra, cùng trong thời gian này, Kiev còn mất 7 ô tô, 1 khẩu pháo, 1 đơn vị thiết bị kỹ thuật, 2 trạm tác chiến điện tử, cũng như 1 radar phát hiện mục tiêu trên không ST-68. Trong vòng 24 giờ, Nga đẩy lùi và phá vỡ các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khoảng 8 điểm ở khu vực biên giới Kursk. Các đơn vị của nhóm phía Bắc, với sự hỗ trợ của hỏa lực hàng không và pháo binh lục quân, đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm xung kích đối phương theo hướng các điểm dân cư Komarovka, Malaya, Loknia, Nechaev và Cherkasy Poreknoye. Nỗ lực đột nhập của đối phương ở Vizhnevka, Boki, Porevki và Spanoye cũng bị ngăn chặn. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine mất tới hơn 40 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 ô tô bị phá hủy. Thông báo của cơ quan quân sự Nga nêu rõ, đang tiếp tục tiến hành hoạt động trinh sát tìm kiếm để xác định và tiêu diệt các nhóm biệt kích của đối phương trong các khu rừng đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ của Nga. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý. Máy bay Nga tấn công nơi tập trung chiến binh và khí tài của các lữ đoàn Ukraine ở vùng Sumy. Các phi đội hàng không tác chiến chiến thuật đã thực hiện cuộc tấn công ở khu vực Sumy, giáng vào điểm tập trung chiến binh và khí tài quân sự của lực lượng dự bị từ các lữ đoàn cơ giới số 22, số 41, số 54, số 61 và số 115, lữ đoàn dù tấn công số 80 và số 82, lữ đoàn xung kích số 92 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn 1 vệ binh quốc gia, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101 và số 103 của đối phương trong các khu định cư Belopol, Belovody, Voroba, Katerinivka, Obody, Pervomaisk, Persechanero, Peremoga, Svetsa, Sumy, Ugredi, Yankovka và Yastrebinoye, thông báo cho biết. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở hướng Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 5.800 quân nhân. Tổng cộng, trong thời gian giao tranh ở hướng Kursk, đối phương đã tổn thất hơn 5.800 quân nhân, 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép chở quân, 383 xe chiến đấu bọc thép, 177 ô tô, 37 khẩu pháo, cơ quan quân sự Nga tuyên bố. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine còn mất 5 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng của tổ hợp phóng loạt tên lửa, trong đó có 3 tổ hợp phòng không HIMARS và 1 tổ hợp MLRS, 9 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo, 1 radar phòng không, 5 đơn vị kỹ thuật điện tử bao gồm 2 xe phá chướng ngại vật và 1 xe thiết bị giải bom mìn UR-77. Tình thế cam go của Ukraine ở miền Đông khi cuộc đột kích vào Nga chậm lại. Hơn 2 tuần kể từ cuộc đột kích vào phía Tây nước Nga, cuộc tiến công của Ukraine đã chậm lại khi quân đội nước này chỉ đạt được những thành quả hạn chế quanh các vùng lãnh thổ họ kiểm soát. Trong khi đó, tại hơn 320 km về phía Đông Nam, một cuộc tấn công khác đang lấy được đà tiến công. Nga đã tiến về phía Pokrov, thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk. Trong những ngày gần đây, các lực lượng của Moscow đã chiếm được ít nhất 3 khu định cư và tiến đến vùng ngoại ô của thị trấn dọc tuyến đường sắt tới Pokrov, một trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine trong khu vực. Cuộc tiến công của Nga đã đặt Ukraine vào tình thế bấp bênh khi vừa phải bảo vệ một mặt trận quan trọng, vừa phải nỗ lực gây sức ép ở một mặt trận khác với số lượng binh lính và vũ khí hạn chế. Tuần này,
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang nỗ lực tăng cường lực lượng ở phía đông để chống lại đà tiến công của Nga. Tuần này, các lực lượng của Nga đã chiếm được 3 ngôi làng gần Pokrov, từ đó mở rộng quyền kiểm soát khu vực. Destet, một nhóm phân tích có quan hệ gần gũi với quân đội Ukraine cho hay, quân đội Nga hiện ở cách trung tâm Pokrov gần 13 km. Michael Kopman, một học giả cấp cao về chương trình Nga và Á-Âu tại Quỹ vì Hòa bình Quốc tế cho biết, thành phố này hiện đã nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Pokrov, một thành phố với hơn 40.000 người sinh sống, là một trung tâm trung chuyển cho các lực lượng của Ukraine ở phía đông. Nó nằm trên một tuyến đường then chốt, cao tốc T-054, kết nối một số thành phố để hình thành nên vòng cung phòng thủ, bảo vệ phần khu vực ở Donetsk do Ukraine kiểm soát. Mất Pokrov sẽ là một tổn thất đáng kể với khả năng của Ukraine trong việc duy trì phòng tuyến chung ở Donetsk. Tổn thất này không đến mức thảm họa, nhưng nó sẽ là bước lùi cho các hoạt động tổ chức phòng thủ, ông Kopman nói. Bản đồ chiến trường do nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan chuyên theo dõi diễn biến xung đột, phân tích, dường như cho thấy quân đội Nga đã tiếp cận phòng tuyến chống tăng cuối cùng của Ukraine gần thị trấn. Các lực lượng của Moscow cũng đã xuyên thủng một số lớp phòng tuyến trong suốt cuộc tấn công. Các nhà chức trách Ukraine kêu gọi người dân ở Pokrov sơ tán trong vòng 2 tuần tới trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Các gia đình có trẻ em đã được lệnh rời đi. Ở phía đông bắc Pokrov, quanh thị trấn Torez và New York, các lực lượng của Nga đang tiến công chậm nhưng vẫn liên tục chiếm thêm lãnh thổ, đồng thời điều động từng đợt quân cho các cuộc tấn công dữ dội. Một đoạn video được Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW xác định vị trí cho thấy quân đội Nga đã tiến đến cửa ngõ Torez và kiểm soát hầu hết New York. Một binh lính giấu tên thuộc lữ đoàn chiến đấu gần New York tuần này cho biết quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần nhỏ của thị trấn nhưng đang đối mặt với các cuộc tấn công liên tục. Các vị trí của Ukraine ở New York và Torez có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ một thành phố khác trong vòng cung phòng thủ. Đó là Kostiantynivka, cách khoảng hơn 14 km về phía Tây Bắc. Các nhà phân tích cho biết, một mục tiêu trong cuộc tấn công của Ukraine vào phía Tây nước Nga là buộc Moscow phải chuyển hướng quân đội khỏi các tiền tuyến ở mặt trận phía Đông. Tuy nhiên, cho đến nay, Điện Kremlin dường như vẫn ưu tiên các hoạt động chiến đấu tại đây. Nga hầu như không di chuyển bất kỳ lực lượng nào khỏi đây. Maxim Zorin, phó chỉ huy lữ đoàn tấn công số 3 chiến đấu ở phía Đông, nhận định với truyền thông Ukraine ngày 21 tháng 8. Cuộc tấn công của Ukraine vào Nga hầu như không tác động đến giao tranh ở khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine đã đạt được những thành quả nhanh chóng sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kursk ở phía tây nước Nga ngày 6 tháng 8, chiếm nhiều khu dân cư và thị trấn Sudzha. Ngày 22 tháng 8, ông Zelensky cho biết Ukraine hiện kiểm soát 1.243 km2 lãnh thổ của Nga. Nếu được xác nhận, khu vực này tương đương với lãnh thổ Nga chiếm được ở Ukraine trong năm nay, tính tới tháng 7, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay. Tuy nhiên, hầu hết các thành quả này đều là đạt được trong tuần đầu tiên của cuộc tấn công. Trong tuần qua, Ukraine chỉ tiến công hạn chế quanh vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát và tiến vào một số ngôi làng. Các nhà phân tích cho biết điều này là bởi quân đội Ukraine đang đối mặt với các lực lượng tăng cường mà Moscow đưa tới khu vực, chủ yếu là từ các đơn vị đóng ở trong nước Nga. Vasin Halamai, chỉ huy một trung đội của Ukraine cho biết, các lực lượng của Nga tăng cường đáng kể các cuộc pháo kích và khả năng kháng cự của bộ binh. Tổn thất về trang thiết bị của Ukraine trong cuộc tấn công này cũng ngày càng gia tăng. Naancio, một nhà phân tích tình báo nguồn mở tiết lộ, Ukraine đã tổn thất ít nhất 65 trang thiết bị quân sự, trong đó có xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất, trong khi tổn thất của Nga là 40 phương tiện.